Rồi ok, chúng ta sẽ tập sửa cho mình mọi người tập sửa thử cái bo EURI cửa đứng khách hàng đem lại thì bị mất nguồn. Ok. Vậy thì các bạn sẽ thử cách nhìn dây tôi đã có nguồn không và chúng ta tiếp tục ha. Rồi, các bạn thử cắp nguồn cho xem. Trước tiên cắp nguồn vô. Biết cắp nguồn không là chuyện khác. Thấy chưa bạn? Nếu với những gì học viên mới á, tôi nói các bạn thợ mà đem cái bo lại, tôi nói thiệt các bạn luôn. Nhiều cái bạn các bạn sống 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 thế giới ảo nhiều quá các bạn. Các bạn nó cứ tưởng là đi học sửa bo gì cái bo biết sửa, tôi nói thiệt luôn là đem cái bo lại biết cắm điện không nữa. Nếu như những bạn mà làm rành nghề lâu năm thầy không nói, nhưng mà những cái bạn mà các bạn phải hiểu là nó những bạn học viên mới á, mới tin mới tay đúng chưa, cái bo cầm lên thì không biết cao cấp điện, mà không biết cao cấp điện thì sao mà sửa nguồn. Đây là cái điều kiện thực tế mà các bạn sống ảo gì đó đúng chưa, rồi cái cấp nguồn không mà còn không biết nữa thì làm gì mà sửa được mất máy mất nguồn. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ có những cái bài học làm sao đó chúng ta tập cho học trò, tập giờ cho học trò trước khi về quê biết biết sửa máy nha, thì học viên cũng có thể là kiếm cơm được chứ đúng chưa. Đó rồi ok, thì các bạn có thể là mở ngôn mở máy gì đó thì các bạn cứ việc làm, nhưng mà cái việc đây chút nữa thì các bạn phải biết cách cấp nguồn ok chưa. Rồi quy tắc của Elri mà để cấp nguồn một cái bo rất đơn giản, đừng phức tạp, đừng rườm rà. Đó là thường thường là cái rắc lớn ba chân. Tại sao rắc lớn ba chân? Tại rắc lớn ba chân là gì? Do cái chân giữa của nó là chân gì? Chân nối đất, chân nối mát, chân nối giỏ. Cho nên là thường thường các bạn sẽ cấp vô vậy, cấp màu trắng là của ba chân. Ok, rồi các bạn có thể cấp điện vô. Rồi các bạn thử thử xem. Đây là nguyên tắc cơ bản của bộ Elring. Là thường thường là cấp vô những cái rắc ba chân. Thì cái chân giữa của nó là gì vậy? Là nối mát, ok chưa? Rồi xong chưa? Rồi các bạn có thể cắt nguồn, khi mà các bạn cắt nguồn thì các bạn nhớ nha, mở bây giờ quá tải giùm thầy nha, được chứ nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử tập cắt nguồn cho nó. Chúng ta đang sửa bo máy giặt Elri cửa đứng inverter. Chúng ta đang tập cho học trò chúng ta sửa máy dần để trước khi mà về quê mà chinh chiến qua hai rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ mở nguồn thử xem. Cắm điện chưa, mở nguồn rồi, nhấn nút mở nguồn, nhấn nút mở nguồn. Đây thấy chưa các bạn, nội mà cái vấn đề nút mở nguồn không nó còn không biết nữa, vậy mà nó đi mua video gì nó học sửa không có cái mặt đâu, chưa. Ừ, sợ đâu có đem cái mặt. Thường tôi nói các bạn nghe nó gửi gì còn đỡ, nhiều tháng nó gửi nguyên cái bo vậy không, nó đem đi sửa mất nguồn nè. Rồi sao? Có không? Chuyện bình thường. Cho nên nhiều khi là mình sửa bo, đó các bạn thấy không? Vừa rồi cái bo Toshiba đó, nó sửa bo Toshiba, con khiển nó để yên bên, cái bo nó để yên bên, nó làm sao? Vậy nữa cơ. Đó, cái điều thực tế không? Bữa cái nhiều khi nói các bạn không tin, nó đem cái bo cho các bạn coi đúng không? Để thấy rõ chưa? nó hỏi rồi không, trước khi nó gọi hỏi mình rồi, thầy có bán vi xử lý không đấy, nói giờ vi xử lý thì có, nó đem bò lên, cái bò riêng con vi xử lý nó hàng kế bên, nó hàng nằm riêng đấy, thì các bạn thấy là điều kiện gì. Rồi alo nghe chốt cửa thì có cục K3, cục K3 không, cục K3 không cần, cục đó là cục lọc nhiễu, cái mới cục K3. Dạ cái đó không cần, dạ cái đó không cần, dạ ok, dạ. Rồi xong chưa? Như vậy thì các bạn thấy khi mà các bạn cắp điện cho rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem, coi chúng ta sẽ phân tích thử xem. Cái hay nhất là sửa bo mạch là biết phân tích mạch điện. Các bạn không biết phân tích mạch điện thì các bạn cũng chả biết nó như thế nào nó mới nguồn. Đúng không? Rồi, ok, để chúng ta sẽ phân tích mạch điện thử đổi bo máy giặt Elri ha. Rồi, bo máy giặt Elri. Đây chúng ta sẽ mở điện thoại, chúng ta sẽ quét sơ đồ ha. Máy giặt Elri có đứng đẹp bạc. Ok, sơ đồ này thì hiện lâu năm lắm rồi các bạn. Lâu năm lắm, rất lâu năm. Đây là sơ đồ của máy Elri. Nó rất phức tạp, rất rườm rà, rất rắc rối, không dễ để xơi nó đâu các bạn. Đầu tiên tôi biết là các bạn rất thích sơ đồ, rất thích sơ đồ, nhưng mà liệu rằng các bạn coi sơ đồ các bạn có hiểu được sơ đồ không là cái chuyện khác nha, đúng chưa, chứ không phải là có sơ đồ là biết được không. Rồi chúng ta sẽ chia sẻ sơ đồ cho các bạn trước. Thì các bạn mở, bạn nào có tiền nhiều thì mua Zalo, các bạn quét mã này. Đấy. Bạn nào có tiền thì mua Zalo rồi quét, còn có tiền thì để hình ảnh qua thôi. Trời, giàu dữ, lớp này giàu, ai cũng có Zalo vậy. Trời 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 trời, thằng nhỏ này cũng có Zalo luôn. Giàu dữ mày. Rồi, bữa nay bảo rồi. Quét mã luôn. Mày mở Google Maps mà mày quét Zalo thôi mày quét. Có phải động Google Maps không? Chọc người eo nhỏ hoài, mày thấy cho nhỏ tiến bộ với mày. Niềm tin hy vọng của ba má đó đó.
này bảo cái bên chị nó giùm thầy nha, em chị bạn em chị em nó giùm mai mốt mày chơi game mày phải cầu cạnh lên nó đó, mày đừng có giỡn chơi. Rồi ok chưa, rồi chờ có luôn hả? Rồi ok, vậy các bạn phải hiểu được phần nguồn LED trước đã thì các bạn mới sửa được cái máy. Các bạn chưa hiểu được phần nguồn thì các bạn không sửa được cái máy. Chúng ta sẽ phân tích cái phần nguồn, cái đỉnh cao của sửa bộ mạch là hiểu được sửa độ mạch và phân tích được mạch. Khi mà bạn hiểu phân tích được mạch đó thì bạn mới sửa được cái máy. Cho nên các bạn đừng bao giờ mà có cái ý nghĩ rằng nhào vô sửa cái máy mà sẽ sửa cái bệnh bệnh con gì cũng thay là bạn thay cái chuyện nào cho xong. Cho nên hầu như là các bạn sửa máy các bạn không có chú trọng với vấn đề phân tích mạch điện, mà chính vì cái chú trọng mà cái vấn đề là phân tích được mạch điện thì mới sửa được cái máy. Tức là chắc chắn luôn, ngay cả thầy cũng vậy thôi. Thầy mà đụng một cái máy mà thầy chưa biết được nó hoạt động như thế nào, không dám sửa, cái đó là điều thật sự. Bạn đụng một cái mạch là bạn phải gì? Bạn phải hiểu được cái máy nó hoạt động như thế nào thì bạn mới sửa được nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ mở máy lên chúng ta xem. Đầu tiên thì các bạn xem phần nguồn đó nè. Đây, phần nguồn đó, cấp điện vô là 3 giây. Được chưa? Nhưng các bạn thấy rằng điện nó chạy vô thì nó có chạy thẳng vô cái con cầu diode được hay không? Chúng ta nhìn xem, thử xem. Đây, nó chạy xuống đâu? Nó chạy xuống opto. Khi mà cái bo chưa có nguồn thì bạn có chạy xuống opto cũng kệ bạn, người ta không liên quan. Hình như câu chuyện chưa? Hình như là câu chuyện không? Bây giờ cái nguồn nó có điện đi, mới tính gì tính. Bây giờ cái nguồn nó chưa có điện, cái bo nó chưa có điện thì đâu có làm việc nó. Cho nên là cái vấn đề này các bạn cần phải phân tích nè, bạn phải tập phân tích. Cái đỉnh cao của sửa bộ mạch là Phật phân tích điện hai dây chạy vô, hai lai chạy vô, thì một lai chúng ta tạm thời chúng ta gọi là cái lai ở trên đi, thì nó chạy vô cầu diode. Ok, đây cái lai trên này các bạn, cái lai trên nè nó chạy vô cầu diode, đúng chưa? Ok, thì cái này không ai nói gì, nhưng mà cái lai dưới nè, còn cái lai giữa của nó là gì? Nó vỏ nha, lai giữa của nó là nó vỏ. Còn cái lai dưới của nó thì nó sẽ chạy vô gì? Delay. Nhưng mà nó lại chạy vô gì? Tiếp điểm thường hở các bạn, nó không có tiếp điểm thường đóng. Tiếp điểm thường hở. Thấy rõ không? Thấy tiếp điểm thường hở không? Cái tiếp điểm thường hở này như vậy thì cái lai thứ hai này điện không chạy vô cầu diode được. Vì cái bo không có điện. Như vậy cái bo muốn có điện thì phải làm sao? Chúng ta phải nhấn cái nút mở nguồn. Cái nút mở nguồn cái lúc này nè. Đây. Khi mà bạn nhấn cái nút mở nguồn á, bạn nhấn nút mở nguồn thì điện nó sẽ gì? Chạy trong con điện trở 220 ohm, chạy xuyên điện số 2, đúng chưa? Lúc này là thường gì? Thường hở là chuyên số 4, vậy là đi nó đóng xuống chuyên số 4, như vậy điện sẽ chạy vô chuyên số 4, sẽ chạy về gì? Cầu chuyên cầu điện thứ hai. Ồ, như vậy điện mà muốn có thì chí ít ra con điện trở 220 ohm phải còn để gì? Để bắt đầu nó vô, nó cắt cho cầu điện lúc đó nó mới nạp được nguồn được chứ, đúng không? Vậy cái con điện trở 220 ohm trên cái bo nó có đứt không? Có đứt không? Mà tại sao không có nguồn đấy? Bạn nhấn vô, bữa nay bạn nhấn mở nguồn chưa? Nhấn chưa? Rồi, đó. Nhấn mở nguồn. Mà nó không lên nguồn. Như vậy thì cái quan trọng, thường thường người ta nói cái bo này á là nhìn cái con tớp 253 coi còn không? Con tớp 253 coi xe nguồn nè. Nó còn không? Ngay cả cái người khách hàng á mà họ đem cái bo đó cho thầy á, họ cũng nói là hư coi xe đó. Tại vì xem rất nhiều video coi xe đó hư rất nhiều. Đấy đúng, OLD thì hư cái con đó rất nhiều. Không ai cãi cho bạn hết trơn á. Cái bo LED, cái khuyết điểm của cái bo LED là cái con top 253 rất hay nổ, đúng không? Nhưng mà có nhiều bo nó đâu phải nổ top 253 đâu. Một cái bo mạch điện tử nó hư á thì nó rất nhiều con hư, chứ đâu phải riêng cái con top 253 nó hư đâu các bạn. Hình dung được câu chuyện không các bạn? Đâu phải là cái bắt buộc phải con top 253 nó hư, không phải như vậy. Đó, được chưa? Chưa các bạn. Phải con top 253 nó hư đâu. Rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nè. Như vậy thì bạn sẽ đo con điện trở 220 ohm coi có không? Còn không? Rồi chúng ta tính tiếp. Bạn nào mà chưa sửa được mạch thì vô đây tôi hướng dẫn cho. Đúng chưa? Đâu có gì đâu. Các bạn cứ vô nghe mỗi ngày thì các bạn dần dần cái khả năng sửa bộ mạch của bạn sẽ nâng cao. Rồi, các bạn đo thử con điện trở 220 ohm giùm thầy. Rồi, bắt đầu. Đó từ chắc số 2 số với thầy. Đó số 2 hả? Con điện trở 220 ohm nằm đâu? Cái thường thường là các bạn thấy nó sẽ nằm ở đây nè các bạn. Đấy, 220 ohm. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái con này nó lớn lắm. Tại vì nó là tụ gì? Con điện trở gì? Điện trở gì? Nạp gì? Nạp nguồn mồi. Cho nên con điện trở nó lớn lắm. Cho nên các bạn rất dễ nhìn.
Rồi, taxi B đi. Rồi, ok. Rồi, các bạn sẽ đo thử xem con điện chở 220 ohm này, thử xem rồi nó có còn ohm hay không. Rồi, khi mà nó còn ohm thì chúng ta sẽ đo tới cái gì, mà khi nó không còn ohm chúng ta sẽ đo tới cái gì, đúng chưa? Rồi, chơi các bạn. Ok, kìa kìa, vô phòng thầy. Vừa mới vô cái phòng nhìn lên trên cái vách bên trong, thấy cái dao cắt mạch nằm trên đó. Nó dao cắt mạch rồi. Ừ. Lấy coi chừng dù tay được nguyên cái sợi, nguyên cái mã đao nó xỉa xuống là cũng mới ngán chịu nha. Rồi chưa? Rồi, ok. Nếu như bạn đo nó đứt rồi, các bạn sẽ phân tích tiếp thôi. Nếu nó đứt thì nó sẽ hư con gì? À, cái này quan trọng nè. Tôi nói các bạn muốn sửa được mạch phải hiểu phân tích mạch. Không hiểu phân tích mạch đừng có sửa mạch, đó gì là nói dối. Nó chạy thẳng vô con gì? Nó chạy thẳng vô con gì? Nó đứt nó đâu có điện gì đâu mà chạm sau nó đứt, nó bận không nó đứt sao được. Rồi nó có lý do thì nó có lý do nó mới đứt, đúng, bạn này nói đúng, nó có lý do đứt như vậy. Cho mày hỏi lý do là gì? Lý do là gì? À, các bạn phải tập vấn đề phân tích mạch. Thiệt hay có không kìa? Mày đi đâu sai vậy? Thiệt ư? Đây nè, ra đây tao chỉ cho. Đây thầy chỉ cho. Chân gì ấp câu nè, có một gì ấp câu chứ chân gì vậy trong con tủ cũng khác lắm. Đứng ngước, ngước lên cao. Cái vách tường sau cánh cửa đó thấy không? Đó, ok. Rồi, ok chưa các bạn? Như vậy thì các bạn đã nhìn được cái chỗ này chưa? Như vậy thì lý do tại sao điện giở 220 ohm nó đứt. Đấy, chúng ta đang tập phân tích mạch cho những bạn học viên để chúng ta hiểu cái công việc. Như vậy thì cái 300V này nó chạy vô trong cái mạch thì nó sẽ cấp cho cái gì? Bạn phải phân tích thử nó cấp cho cái gì chứ. Nó cấp cho cái gì? Cấp cho cầu diode. Ừ. Cấp, bạn này nói là cấp cho cầu diode đúng không? Đúng, không sai. Rồi từ con cầu diode nó sẽ cấp cho cái gì? Nó sẽ cấp cho cái gì tiếp? Đấy, chúng ta đang học trong phân tích mạch nha. Bạn nào mà nghe phân tích mạch, bạn cũng sẽ hiểu được cái vấn đề tôi đang nói chuyện rồi. Nó là cái gì? Cấp cho IC nguồn, một bạn nói là cấp cho IC nguồn. Đúng không? Rồi, còn cấp cho gì nữa? Còn cấp cho gì nữa? Cấp cho cầu diode, cấp cho IC nguồn, cấp cho gì nữa? Cấp cho gì nữa? Thì nguồn nó IC nguồn là nguồn xích chính rồi. Cấp cho gì nữa? Cấp gì nữa? Mọi người ta thì cấp cho gì nữa? Đúng, IC công suất. Điện có công suất bảo vệ một cơ số con này. Này có đường 50 hạt mà nó xài 300V luôn này. 300V. Cái đường báo điện áp cũng một phần nó có nha. Trước khi đến công suất là nó sẽ qua cắm. Rồi, nó sẽ cấp cho gì nữa? Cấp cho xe công suất. Ok, như vậy thì bây giờ các bạn đọc phân tích mạch thì các bạn cũng đã thành công được một bước đầu trong những đề học sửa bộ mạch. Đó là biết phân tích mạch. Nguồn 300V khi nó chạy vô thì nó sẽ cấp cho cầu diode. Ok, bạn này nói đúng. Rồi, chấp nhận. Rồi, nó sẽ chạy cấp điện tiếp cho gì? IC nguồn. Rồi, một đường nó tẻ ra thì nó sẽ cấp cho IC công suất. Bây giờ cái quan trọng của bạn tìm coi con nào hư. Bạn tìm con nào hư? Quan trọng là tìm con nào hư. Bây giờ con nguồn xích chính hư, bạn có thể đo được không? Dạ, cái con xem xuất hư, bạn có thể đo được không? Nói về cái vấn đề được á, tôi nói các bạn nghe chỉ có dân chuyên nghiệp nói được thôi. Còn đối với dạng nghiệp như mấy bạn thì không có được. À, cứ một cái lý do đơn giản thôi, nếu như chúng ta gặp cái bo mới tinh, mà cái bo mà nhựa nó trong veo,
thì các bạn nói được, tại vì các bạn sẽ nhìn được cái đường mạch nó trong gieo, các bạn nhìn thấy nó chạy. Còn đối với một cái mạch mà người ta chảy qua quá trình thời gian xài lâu năm rồi, các bạn thấy không có liền thôi, nói gì cũng nói gì nè, thì các bạn đâu có thấy đường nữa, các bạn đâu. À, chúng ta hiểu câu chuyện không? Rõ ràng là chúng ta không bao giờ mà chúng ta nhìn hình chúng cái điện nó chạy chỗ nào đi, chúng ta chọt cái quay chúng ta đâu. Như vậy thì nếu đối với những bạn mới, những bạn cũ nó sẽ khác nhau, cái vấn đề đó là thời gian sửa chữa. Mà tôi chỉ đang nói là thợ chuyên nghiệp với nhau biết phân tích mạch nha. Chứ nếu mà thợ mò, mình bỏ nó 3 bước đường rồi, nó chạy theo không kịp. Thợ mò mà không mình phân tích được mạch điện thì cũng chết thôi. Rồi, ok. Như vậy thì tôi sẽ cho mấy bạn cơ hội thử. Tôi sẽ cho mấy bạn cắt cái vị dưới nè. À, các bạn sẽ dò theo ý các bạn. Ok. Đúng chưa? Thì đó, lúc đó thì chúng ta sẽ nhìn được tất cả các chân. À, chúng ta sẽ cắt một lần, không cắt nhiều lần để cho cái mạch của người ta. Đó, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt điện đi. Rồi, bạn cắt mạch đi. Có thể nóng rồi đó. Mới cắm. Nóng rồi. Rồi, bạn sẽ cắt mạch dưới nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho hướng dẫn cho các bạn cách xử lý một cái bo LV mất nguồn. Đúng chưa? Rồi, các bạn chờ bạn nhuận chút xíu, bạn này sẽ cắt cái mạch ra. À, các bạn nè, mang để nguyên. Cắt hết luôn á. À, để thầy nguyên. Cắt cái mạch dưới cắt hết đi. Cắt một lần một rồi. Cái việc đầu tiên mà thầy muốn nói với những cái bạn mà xem live á, là thầy dạy học trò không bao giờ sửa qua cái bo, để cho học trò tự sửa. Bằng chứng là gì? Các bạn xem cái bo nè. Đây, các bạn xem cái bo nè. Các bạn thấy cái bo nó liền lạc không? Thấy cái bo nó liền lạc, không có dấu nại, dấu keo gì nại luôn cả. Đúng rồi. Đấy. Để các bạn xem để các bạn hiểu hình dung một chuyện. Đây, cái bo không có nại dấu keo nào. Thứ hai là cái mặt không có, ở đây mình để vô nó dính. Thứ hai là dĩ nhựa dưới còn nguyên. Đây, các bạn thấy không, dĩ nhựa dưới còn nguyên. Đấy, dĩ nhựa dưới còn nguyên. À, đừng có nói mà ai hàng bên tụi làm xe bẩn, xe làm đường nhựa xe chạy qua đây làm cho thầy cái chỗ này nha. Trong nói là anh mướn mấy thằng thợ làm xe nó qua nó làm liền rồi. Và tôi đâu có rảnh đâu. Đấy, khoảng 2 giờ. Rồi, bây giờ bạn này sẽ cắt. Như vậy là chúng ta có sửa từ đầu chưa? Hay là sửa khúc giữa? Sửa từ đầu chưa? Cái đẳng cấp của chúng ta là làm là phải làm thực tế trên một cái bo khách hàng mang lợi. Đấy. Chứ không phải chúng ta cần phải cắt trước, sửa trước gì đâu. Sửa ngay từ đầu luôn. Rồi, ok. Sau quá trình phân tích mạch rồi, đây là phân tích mạch cơ bản. À, các bạn nào chưa hiểu không? Điện sẽ chạy vô hai line. Một line sẽ chạy thẳng vô cầu đi ốp. Cái line thứ hai nó sẽ chạy qua con điện trở 220 ohm để vô tiếp điểm thường hở. Tiếp điểm thường hở. Chứ chúng ta nhấn nút mở nguồn thì tiếp điểm thường hở sẽ trở thành tiếp điểm thường đóng. À, cái này biết ha. Tiếp điểm thường đóng nó sẽ gì? Nó sẽ vô chân cầu đi ốp thứ hai. Lúc đó nó sẽ nạp cho trụ nguồn. Khi mà trụ nguồn nếu như mà bo không chạm chặt thì trụ nguồn nó sẽ có điện. Lúc đó trụ nguồn có điện thì nguồn xích chinh sẽ chạy. Mà nguồn xích chinh chạy vậy thì nó mới ra lệnh gì? Đóng cái tiếp điểm đầu đây để giữ nguồn. Lúc đó điện nó không còn chạy qua còn 220 ohm nữa. Hình dung được câu chuyện chưa? Nhưng mà cái bo này con điện trở 220 ohm nó đang bị đứt. Vậy khi mà chúng ta sửa máy chúng ta cần phải phân tích này. Đứt tại sao con này 220 ohm đứt? À, thứ nhất là nguồn xích chinh có chạm không? Nguồn xích chinh có chạm không? Thứ hai là gì? Là IC công suất có chạm không? Đấy, thì chúng ta phải xác định hai chỗ này trước. Chứ không phải là nhào vô ầm cái thay con điện trở vô, thay điện trở vô, mở nguồn lên cái bút đấy đó, đúng không? Đúng chưa? Rõ ràng chưa? Ừ, chào mấy bạn vô xem like, like, chia sẻ, comment giùm thầy nha. Bạn nào có nhu cầu sửa mạch có thể liên hệ với thầy, số điện thoại là 0907 716 705, cái luôn của thầy là 0931157788. Chúng ta học tại 861 xe 61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây chúng ta chỉ dạy trực tiếp thôi, không bán bệnh bệnh, không bán tài liệu, không bán giáo trình giáo án. Và cũng không dạy theo hình thức online, Zalo, Facebook, dạy qua hình thức Zoom, vé gì đó không có. Các bạn muốn học, thật sự các bạn muốn tiến bộ trong nghề nghiệp, muốn bạn muốn học thì tới đây tôi dạy cho. Chứ còn cái vấn đề mà dạy trực tiếp online, Zalo hoặc là bán những cái tài liệu giáo trình giáo án, đó là những cái hình thức dạy ảo, họ chỉ kinh doanh giáo dục mà thôi. Rồi các bạn nên nhớ điều đó. Sửa bộ mạch mà kêu nổi cái vấn đề cầm mỏ hàng, hút chì, nhả mạch còn khó khăn cho những bạn mới lên bờ xuống ruộng đây. Ở làm gì có cái chuyện mà dạy online mà thành nghề là không bao giờ có. Đấy. Nên các bạn phải hiểu chuyện đó. Một số bạn mà đồng ý là các bạn vấn đề thời gian nhà các bạn quá bận,
công việc quá bận này kia, thì các bạn sẽ chọn hình thức học online. Nhưng chọn xong rồi hối hận thì đã muộn. Đây là quy luật. Tại vì tiền người ta lấy rồi, đâu có trả cho bạn được đâu. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cắt ra, chúng ta phải bắt đầu. Các bạn vô xem comment like cho thầy nha. Ok, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn mà vô xem của thầy mỗi ngày thì trình độ siêu bo của các bạn hoặc là trình độ hàm thụ bo mạch của các bạn sẽ dần dâng cao, sẽ nâng cao lên. Tại vì thầy dạy rất rõ ràng, học viên cũng như bạn, bạn cũng như học viên, đúng không? Nhưng cái học viên thì nó có sơ đồ, còn bạn thì không có. Bạn chỉ được nghe cái cách lý luận mà thôi. Còn sơ đồ thì các bạn gì, các bạn cần phải đi học thầy mới cho mấy bạn được. Đây là quy luật, các bạn thông cảm nha. Ok, rồi bạn này cắt mạch tới đâu rồi, gần xong chưa? Nguồn xích trên là gì? Nguồn xích trên là cái nguồn mà nó biến điện áp 220 ra những cái điện áp cấp cho máy. Ví dụ như là đối với inverter thì ra 15, 12 và 5. Đấy không? Đối với LG nữa ra gì? 18, 16.5, 13.5 và 8. Đấy, với LG. Đấy. Chúng ta đang sửa bo máy giặt LG mất nguồn. Nhưng cái bo này thì thấy con tớp 253 nó không bị. Em cắt em thẳng cái mà không, cái mối hàng xuống sau cứ nghiêng này sao? Em lặn vô đó để né vô đó phải không? Rồi, ok, chúng ta chờ xíu, bạn nó đang cắt cái dĩ nhựa. Rồi xong rồi chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục hướng dẫn các bạn phân tích tiếp mặt tiền nha. Thì các bạn vô xem á, xem từ từ là các bạn cũng sẽ hiểu được cái cách các bạn làm thôi. Không có gì khó hết trơn á. Cái quan trọng là một điều là đáng nói là gì? Một khi mà ông thầy đứng ra ông dạy cho mấy bạn làm là ông phải biết rất rõ về cái bộ mặt này, chứ không các bạn đang làm giữa chừng mà gặp sự cố làm sao giải quyết. Trong khi đó một máy là trực tiếp Facebook, một máy là trực tiếp YouTube và một cái máy quay trực tiếp để gì, để up lên YouTube dạng video. Cho nên thời gian của tôi là thời gian thật, thời gian gọi là real time, chứ không có cái chuyện mà cắt ghép ở đây, hiểu các bạn nha. Cho nên khỏi lý luận là ông thầy giả bộ ông cắt ghép. Thậm chí tôi còn la học trò tôi là đừng có đem cái bo mạch ra khỏi cái màn hình. Tại vì đem cái bo mạch ra khỏi cái màn hình, đem cái bo mạch, rồi cái bo mạch xuất hiện thì một số bạn comment đó là ông giả bộ ông lấy cái mạch hỏng hư vô cái bo mạch ngâm thử. Như vậy là tôi không cho học trò tôi làm chuyện đó luôn. Cho nên là các bạn miễn bàn luận cái vấn đề đó kia là cắt ghép. Cho nên là tôi vậy, dạy học trò tôi rất chuẩn về mặt làm gì làm, không được đem cái bo ra khỏi cái màn hình. Đấy. Rồi, ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta đang cắt cái mặt nhựa đằng sau, gần xong chưa? Đấy. Sau khi cắt xong rồi tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phân tích tiếp cái mạch điện này. Nếu các bạn ngồi đủ thời gian ngồi xem thì các bạn sẽ hiểu được cái ông thầy ông dạy là như thế nào. Rất cơ bản, rất đơn giản, không có gì phức tạp cả. Thấy chưa? Chúng ta đang hướng dẫn cho học trò chúng ta sửa bo máy giặt LG cửa đứng mất nguồn nhưng top 253 không thấy con dít tôi bị nổ. Thường thường là chúng ta quay những cái video này á, đối diện bo LG á, là cái top 253 nó bị nổ rồi chúng ta thay nguồn để thay xe nguồn, đúng không? Đúng chưa? Nhưng cái bo này top 253 còn y nguyên. Đấy. Rồi chúng ta chờ chút xíu. Đấy. Rồi hôm nay chúng ta là tranh thủ làm rất nhiều bo. Hôm qua kêu thằng kia nó làm cắt một quá lâu luôn cho nên là dồn bo. Bo hiện tại là khách hàng sửa quá nhiều luôn, chúng ta không thể nào làm kịp cả. Rồi, bạn thấy nó ấy hết chưa? Rồi chúng ta sẽ nạy một lần đúng không? Không có lại nhăm cái mặt của người ta. Cắt thì sao bạn để cái mỏ hàng cắt nó. Bạn phải để ngay chỗ cái lưỡi chứ cái đầu không đâu có nhẹ. Cái lưỡi á thì nào vô cái góc cạnh này chúng ta mới đưa cái đầu xuống để chúng ta khép chỗ đó. À chỗ đó là cái lưỡi. Cái lưỡi cái đầu không biết phân biệt, nó chết mẹ đâu. Rồi xong chưa, chắc chưa, nãy lên thử xem này. Rồi ok, bạn đã chắc thì bạn có thể nãy lên thử đó. Chúng ta chờ bạn nãy lên rồi chúng ta sẽ phân tích tiếp mạch điện. Không có để cái bo ra khỏi màn hình, thấy chưa? Thầy đã nói với bạn rồi, thầy chả bây giờ cần làm cái chuyện đó đâu. Hướng dẫn cho học trò đây mới là bản lĩnh.
Tại sao? Hướng dẫn cho bạn rồi. Thì khi mà các bạn sửa máy thì các bạn biết tại sao họ những cái chỗ dạy họ dám không dám quay vào trò sửa máy trực tiếp không? Tại vì khi mà dạy ví dụ đức cầu trì hay gì còn được chứ, gặp vô phân tích bệnh bệnh mà sâu sắc, sâu xa vô thì khi mà xảy ra sự cố, ổng không có ứng phó được. Cho nên là ổng không dám quay thẳng trực tiếp. Chứ còn mà ứng phó được thì chắc cũng quay rồi. Đây là điều kiện tiên quyết. Thôi, bạn này đang cắt cái bộ mạch eo đi, in vẹt tơ ra để phân tích tiếp. Các bạn muốn phát triển nghề nghiệp, các bạn chỉ cần vô xem video của tôi là phát triển được, không cần phải dài dòng lắm đâu. Nếu như bạn nào chưa có điều kiện về mặt tài chính thì vô nghe lớn cũng được. Còn nào bạn nào có về mặt tài chính thì có thể vô học trực tiếp, nhưng mà phải đầu tư thêm thời gian. Ở đây thầy không có dạy online đâu, cho nên khỏi có nhắn tin Zalo, Facebook hỏi thầy là thầy có dạy online, cũng không có bán tài liệu đâu. Muốn học thì tới thẳng lên học. Ơi Phan, bạn nãy vô đó là sai đâu? Giống rồi, nãy từ từ. Tại vì nhựa khi mà bạn kéo như vậy thì nó sẽ bị giãn nhựa, chứ nữa bạn ghép vô thì nó sẽ xấu. Còn phải nãy Phan, bạn nãy bạn phải hiểu được sức giãn của keo, chứ không phải là bạn nãy bạn phải nhích từ từ để keo gì, keo bắt nó giãn được cái chỗ nó hít cái nhựa, nó toàn nó giãn ra nó tách ra, chứ không phải là nãy theo kiểu đó. Đấy. Em đứng nhìn thầy. Đây. Ví dụ như mình nại á, là mình phải chờ cái keo nó giãn. Ví dụ mình nại về, nại lên, là phải chờ keo nó giãn. Đó, keo nó giãn từ từ. Chứ không phải là nại cái kéo lên là sai. Nè, em phải chờ keo nó giãn nè. Thấy chưa? Cái keo tách rồi. Đó. Đấy, keo nó tụt từ từ. Đó, thấy chưa? Đấy, bạn mà bẫy một cái là nó gãy miếng nhựa. Đó, thấy chưa? Có những cái cần gấp, nhưng có những cái không cần gấp. Nếu bạn hỏi điều này thì bạn hỏi thằng trưởng sẽ dạy cho bạn. Tại vì nó có mới có con đó, nó sẽ dạy cho bạn được. Đấy. Đấy. Lúc nào cần thì sử dụng như thế nào nó dạy cho. Đấy. Rồi chưa? Rồi ok, bạn đo đi, bắt đầu phân tích tiếp. Bây giờ cái sơ đồ thì chúng ta sẽ có sơ đồ này. Chúng ta phân tích tiếp nha. Rồi, như là bạn nói là không lên nguồn đúng không? Rồi. Đầu tiên là bạn xác định cho tôi trước, đúng không? Là IC nguồn. Đây, IC nguồn. Như vậy IC nguồn thì nó sẽ tách ra hai đường để nó chậm chạp. Bây giờ bạn đo IC công suất trước nè. IC công suất trước. Ok chưa? IC công suất. Rồi, đầu tiên là bạn xác định UV đắp với cộng trừ. Như vậy con cầu diode nằm đâu? Con cầu diode nằm đâu? Con cầu diode nằm đâu? Đây, ok, bạn đo cộng cầu diode với lại UV đắp trừ của cầu diode, chỉ UV đắp thử xem. Liệu đằng cái xem sức có nhập chưa, có chạm không? Nhớ cái đồng hồ đàng hoàng chút nha, đồng hồ mà hồi nó thèm la nữa. Nè. Đấy, đây là phương pháp đo đo xe công suất. Bạn nào mới thì ghi lại đo cộng của cầu diode với UV đắp, đo trừ của cầu diode với UV đắp. Cộng của cầu diode với UV đắp, trừ của cầu diode với UV đắp. Bạn chỉ cần vô nghe tôi thở thôi, bạn cũng thở thành thở sữa bò nữa. Bởi vậy mà không cứ chịu nghe. Sao có chậm không? Nó lên lên thẳng kim hai đầu luôn không? Hai chiều luôn không? Chắc chưa? Một đầu lên, đầu lên nhiều. Đó đâu bị. Không được. Vậy sao được? Rồi tiếp tục. Rồi trừ đi nè. Nó không lên được kim. Trừ. Rồi đã lên. Rồi. Đo hai đầu cộng trừ cộng đi ớt thử xem. Cộng trừ cộng đi ớt đó là đo đúng rồi. Đó là nguyên sao? Cộng trừ cộng đi ớt. Đấy, bạn chỉ cần vô nghe tôi nói chuyện thì bạn sẽ hiểu được. Các bạn vô xem, like, chia sẻ, comment cho mình nha. Sao? Vụ gì xảy ra? Rồi, như vậy thì còn gì hơn? Đi xe nguồn à? Chắc không? Nguồn xe trên hơn à? Chắc không? Bây giờ bạn đang đứng ngã ba đường, bạn phải biết phân tích.
thường là nó không 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 lên nhiều như vậy. Khó gì thôi. Rồi, bây giờ phân tích tiếp đi. Khó gì. Bây giờ bạn đo thử xem. Rồi, các bạn phân tích thử đi. Ai có nào xem chúng ta sẽ tiếp tục. Phân tích tiếp đi. Phân tích tiếp. Con điện chở 200 mai bơm nó đứt phải không? Phải không? Bây giờ tôi sẽ thử một cái thí nghiệm cho các bạn xem. Đúng chưa? Để đi. Rồi bây giờ tôi sẽ nối tắt lại con 220 ôm cho bạn xem bằng bóng đèn. Như là bằng bóng đèn. À, ok. Để tăng số quá cho bóng đèn, tôi sẽ nối những cái bóng đèn kia lại với nhau thành một bóng, đúng không? Bằng song song để cho đủ tải. Tại vì một bóng đèn chúng ta chỉ có 5W mà thôi. Chúng ta thử xem bên nguồn hầm rồi chúng ta tính tiếp nha. Rồi, một đầu của bóng đèn, một đầu của con điện trở thì chúng ta sẽ găm một bóng, một dây chung. Một dây chung. Một dây chung. Rồi các bạn găm cái bóng hiển thị lại nè. Găm bóng hiển thị. Găm cắt này. Rồi, một dây chung. Giờ tôi nói sẽ nói từng bóng vào đầu đi, tôi sẽ xài hai bóng chứ. Hai bóng kẹp vào đầu kia đúng không? Kẹp đầu kia đúng. Những cái dây kia để qua một bên. À, chúng ta đang hướng dẫn cho các bạn làm một phương pháp an toàn. Một phương pháp an toàn. Rồi chưa? Để qua một bên. Rồi. Mở nguồn thử nha. Ghim dây nguồn vô. Cái bo này hư cỡ nào cũng làm được. Rồi chưa? Xong xuôi chưa? Mở nè. Mở nguồn. Rồi nhấn đúng mở nguồn thử xem. Nhấn giữ lâu lâu. Được chưa? Thêm một bóng nữa. Ủa, bạn đang nó hai bóng nối tiếp rồi. Một dây chung nè, phải không? Rồi, ok, tiếp một bóng nữa. Kẹp ở đâu cũng được, đâu nhất thiết phải kẹp cho chung đó. Ừ, đó này là cố tình thì làm cái vậy rồi. Rồi mở, tiếp tục mở. Ba bóng, lên nguồn không? Không lên. Rồi, thêm bóng nữa. 4 bóng. Bạn thấy không? Rồi, mở nguồn rồi nào. Rồi. Nhấn. Lên 4 bóng luôn. Vậy chạp đủ chưa? Các bạn hiểu được cái phương pháp này làm. Chúng ta đang nối tiếp con điện giở 220 ôm. Đang đấu song song. Như vậy nếu như mà chúng ta giữ điện thì điện sẽ nạp với bóng đèn vô tụ nguồn. Nhưng mà lý do sao nó chặt rồi cho nên là nó 4 bóng này nó sáng luôn. Quan trọng là hiểu được phương pháp hãy làm không đã. Quan trọng hiểu được phương pháp không đã. Chứ mà bạn kia bạn nấu tắt con điện trở lại á, mà bạn nhấn nút nó nổ cái bóp liền luôn á. Rồi quan trọng nhất là hiểu được cái phương pháp để suy nghĩ để làm không thôi. Hình dung ra phương pháp làm không? Đúng rồi. Cái này nó đơn giản lắm, tại vì các bạn tự phức tạp vấn đề hoặc là một số bạn thì chưa hiểu. Ok, thì chúng ta sẽ giải thích cho bạn xem cái phương pháp đó. Rồi, chúng ta sẽ giải thích cái phương pháp cho bạn làm. Rồi. Tiếp chưa? Rồi. Như vậy đầu tiên nè, điện H220 chạy vô nè. Chạy vô. Thấy chưa? Thì chúng ta giả định đây là cái nút nhấn mở nguồn đi. Đúng chưa? Thì ở đây nó có một điện trở là 220 ôm đúng không? Phải không? Rồi vô cầu đi đó. Phải vậy không? Phải vậy chưa? Đó là cộng trừ. Đúng chưa? Rất đơn giản mà. Các bạn tự các bạn phức tạp quá vấn đề thì chứ ai phức tạp quá vấn đề với bạn đâu. Xong chưa? Rồi. Ok. Nhưng nếu chúng ta lấy một cái đoạn dây mà chúng ta nối thử con điện trở lại. Ở chỗ này nó đang chậm. Mà chúng ta lấy sợi dây mà nói lại, chúng ta nhấn nút nó phải nổ cái bùm không? Thì tại sao mà chúng ta không lấy những cái gì? Chúng ta lấy bóng đèn chúng ta gắn vô.
khiến nó sáng cái đèn lên, bắt đầu đèn nó lu lại thì tụ nguồn nó sẽ nạp dần lên, nếu nó không chạm thì tụ nguồn sẽ nạp dần lên. Một bóng mà chưa đủ thì chúng ta gắn thêm một bóng nữa. Chưa đủ là gắn một bóng nữa. Chưa đủ là gắn một bóng nữa. Các bạn hiểu được vấn đề này chưa? Để chi? Để chúng ta dẫn tải từ từ. Ví dụ như một bóng chúng ta sợ nó nạp tụ không đủ, nó không lên thì chúng ta gắn thêm một bóng nữa. Không đủ thì chúng ta gắn thêm một bóng nữa. Không đủ chúng ta gắn thêm một bóng nữa. Chúng ta gì? Chúng ta tháp dần những bóng đèn vô. Mà nếu như sau những lần chúng ta gắn những bóng đèn vô mà nó cứ sáng đèn mà nó không mở nguồn được thì chứng tỏ là nguồn bên trong có sự cố. Nghe chúng ta không thể nào gắn điện trở vô liền đâu. Gắn điện trở vô nó sao? Không nổ tiếp điện trở nữa. Cái này có đơn giản mà. Ủa sao điện ngồi đó mà phức tạp quá vấn đề. Ủa điện tử là đồ chơi mà, có gì đâu mà phải phiền phức. Giống dĩ sửa kiểu quang mạch này chỉ là cái đồ chơi thôi, chả có gì gọi là quan trọng lắm đâu. Tự mình phức tạp có vấn đề, rồi tự mình đề cao mấy thằng sửa sửa bo. Có một mẹ đâu mà đề cao tụi nó. Không có gì hết. Nghĩ hiểu vấn đề không? Nói, như vậy chúng ta dẫn dụ gì? Dẫn dụ từ bóng đèn, từ bóng đèn, từ bóng đèn vô. Rồi xe nó có quá tải, nó lên đèn không? Nếu như mà nó lên đèn xong rồi nó luôn xuống. Đúng không? Nguồn có. Thì như vậy chúng ta phải giữ cho nó dẫn, giữ cái này để cho nó nạp tụ. Nó nạp tụ. Khi mà bóng đèn nó sáng rồi, bắt đầu nó nạp điện vô con tụ rồi, bắt đầu đèn nó lu dần thì lúc đó nguồn nó phật lên. Như vậy nguồn phật lên, lúc đó đèn nó cấp qua, rồi dây đèn nó sẽ tắt. Vậy chúng ta xong rồi. Ủa, cái này rất đơn giản, không có gì gọi là cao siêu lắm đâu các bạn. Không có gì gọi là cao siêu lắm. Đây là phương pháp thử xem như thế nào. Rất đơn bản, đơn giản, cơ bản. Bởi tôi nói các bạn nghe, các bạn muốn sửa bộ mặt vô đây, học phân tích. Phân tích xong rồi tiến hành làm. Đấy. Hình như ra câu chuyện chưa? Đây, bây giờ chúng ta sẽ gỡ một bóng đèn ra thử. Chúng ta sẽ gắn một bóng 200W vô. Này, bóng 200W các bạn đâu rồi? Đây còn không rồi. Đây, thử bóng 200W coi nó sáng không? Bóng 200W mà nó phật sáng lên luôn. Thì các bạn biết rồi ha. Đây nè. Đây, mở nguồn. Nhấn nè, xem đèn sáng không? Bạn thấy không? Bạn thấy gì? Sáng luôn. Sáng luôn. Thấy chưa? Chứng tỏ là gì? 200W mà còn khởi động không được thì cái này bị chặt chắc rồi. Hình dung không? Hình dung chưa? Hình dung câu chuyện được không? Có đâu có gì phức tạp đâu. Chẳng qua là gì? Ví dụ như đoạn này tụ lên này, nó chỗ này bị chập đi thì dòng điện sẽ nó lớn gì, chúng ta sẽ gắn một cái bóng đèn 200W chỗ này nó qua. Đây. Có phải là chúng ta đang gắn bóng đèn 200W chỗ này không? Hay không điện trở? Điện trở lúc này chưa bị đứt rồi nha. Khi cho nó nhấn nút một cái mà đèn 200W nó sáng luôn mà. Mà giữ nó sáng hoài luôn, nó không chịu nạp thì chứng tỏ là nguồn bên kia bị gì? Bị gì, lý do gì đó mà nguồn bên đây nè. Nó bị chặt xuống rồi. Cho nên để gì? Dòng điện qua con cầu đó này rất lớn, để chạy về rất lớn, cho nên là đèn này sụt sáng luôn. Thật ra các bạn sửa bóng mạch không được á, là có lý do là các bạn chưa hình dung được cái câu chuyện hoặc là không có khái niệm gì về vấn đề điện nó chạy như thế nào. Các bạn phải ngồi một phân tích. Sửa bóng mạch muốn trở thành sở thợ sửa bóng cao cấp và chuyên nghiệp thì phải tập phân tích. Phải tập phân tích. Phân tích giỏi thì chắc chắn sửa sẽ giỏi. Rồi, chào bạn xong. Rồi chứ không chưa? Được chứ? Ok, bây giờ bạn sẽ hướng các bạn tiếp theo là các bạn sẽ làm như thế nào? Nói thầy nghe thử xem. Kiểm tra mấy con tụ có chập. Kiểm tra mấy con tụ có chập. Ok, rồi, chấp nhận theo ý kiến của bạn. Rồi, chúng ta sẽ nhảy ra. Rồi, bạn kiểm tra tụ đi. Bạn muốn kiểm tra tụ nào? Bạn kiểm tra thử xem. Rồi, bạn phân tích tiếp đi, rồi bạn sửa. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại sơ đồ. Chúng ta sẽ quay trở lại sơ đồ. Rồi, ở đây là sơ đồ của nó đây. Bạn sẽ kiểm tra cái gì? Thì nó đất thì nó đâu có tầm.
Chậm. Ở đây chúng ta sẽ có khối nguồn chứ. Bây giờ giữa cái con 7 chân và cái con 20 mấy chân, bạn muốn tách con nào? Thế bây giờ chúng ta sẽ đặt cho câu hỏi. Đúng không? Chào bạn cái gì? Khi hô Suma, mày đổi nó tên tiếng Việt đi, mày ơi, đụng má người Việt đổi tên tiếng Việt đi, đụng má đổi tên tiếng Anh rồi đọc lẹo lử luôn. Má bữa thì thằng Khi có tên Saddam Hussein, đụng má vô tưởng phản, tưởng đụng má khủng bố không? Má đang quay live mà tên Saddam Hussein vô nó đụng mẹ sợ đánh bom nữa. Rồi, các bạn thử xem bây giờ nè. Các bạn muốn biết con nào hơn không? Dễ thôi, tôi chỉ cho. Đầu tiên là cái chân D của con IC nguồn. Ừ. Con cháu thử xem. Con cháu thử xem. Hoặc là các bạn bây giờ các bạn có thể D đo DS nè, DS của con IC nguồn. Như vậy thì cái nguồn DS của IC nguồn á, đây nè các bạn. 1 2 4 5 6 7. Đấy, có 7 chân nữa này. Thì các bạn sẽ đo thử xem. Đấy. Chân nào? 3 2 3 4 và chân 7. Xem nó có chạm không đã rồi tính. Có chạm không? Rồi, chào bạn Hùng Nguyễn. Các bạn vô nhớ xem like chia sẻ comment thầy nha để chúng ta có lượt tương tác cao ha. Đấy rồi các bạn đo thử xem. Rồi các bạn đo thử xem. Mình đang hướng dẫn cho ông chờ phương pháp lý luận và sửa chữa bộ mặt inverter một cách chuẩn và chính xác nhất so với những phương pháp của những nơi khác. Chắc chắn 100% là như vậy. Đấy. Con nào ba chân mày? Con nào ba chân? Con tốt nào ba chân? Con tốt nào ba chân? Kỹ này coi. Nó bảy nó bạ không? Bảy là tại có một chân trống. Trống mấy cái. Bảy bạ không? Chân đó đâu còn cắn cái mặt đâu. Bây giờ nó bốn chân đúng không? Đây nè. Hai chân, ba chân. Mấy chân? Bốn chân, hai chân, chân này mẹ không tính nè, chân này mẹ không tính nè. Có cái chân không có, nó không có một chân không có. Nè, 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 nè. Nè, coi kỹ coi. Coi như nó trời đất ơi. Coi. Ba chân dính chân là chân đó. Ờ, chân gì? 1, 2, 3, 4. Đúng rồi. Rồi, đo 2, 3, 4 với chân 7. Đấy các bạn. Chân 6. Chân 6, không có chân 6. Đã không có chân 6, mà nãy giờ cái chân 6 hoài chắc là đá này đang qua. Nãy giờ tao nói không có chân 6, một cái chân 6 đồ hoài vậy. Nó nói chân 6 là bỏ cháu một cái chân 6 hoài. Nó vậy, kêu đụng mà em dạy hỏi chữ tụi bay cũng lạ. Đụng mẹ rồi em hiền như Phật, gặp tụi bay cũng nghĩ tu chút chữ rồi xong rồi tu tiếp. Không phải vậy Phật đâu dám dạy tụi bay đâu. Đã tao nói rõ là cái chân 6 nó không có. Một cái chân 6 đồ. Kiếm đâu ra đo. Bởi vậy mấy ông trên mạng, mấy ông xem live không hiểu vậy. Nói anh dạy sửa bò sen dữ vậy. Đúng mẹ đi bây giờ. Gặp Phật mà dạy tụi nó, Phật cũng bỏ tổ sen xuống đụng má chơi đi đâu với mày xong rồi đụng má lên tu tiếp. Đúng không? Quýnh thưa cũng chịu nữa. Mấy ông dạy nghề mấy ông không tức giận có hai trường hợp. Một ông không biết nghề không dám tức. Hai là mấy ông gì không dạy được mấy ông không dám tức. Tại không biết nghề sao dám tức tức đụng mà nó chữ lên cái chết mẹ luôn. Đâu dám tức. Ừ chào bạn Lâm Minh Tuy. Sao rồi? Chán không?
lên trên kìa. Về đó gì vậy? Rồi đổi quen coi. Xác định cái chân 3-4 chân nào thì nguyên đám 2-3-4 chung mà. Không không chạm chạm theo. Rồi chán không? Đào nè. Bây giờ đo lại khổ sức nè. Đâu cộng cộng gió đâu đo lại cái thầy con các coi. Rồi đo 1-2 chiếc coi. Đo 1-3. 1 tiếp 2 tiếp. Rồi đo với chữ coi. Rồi ok, bây giờ bạn không biết chỗ nào chạm không? Bây giờ tắt thử nha. Rồi thì bây giờ chúng ta cứ cho bạn thí nghiệm thôi, đâu có gì đâu mà là. Mà có đổ gì có không? Rồi bây giờ đầu tiên là mở coi xe nguồn ra thử xem. Đấy, cho bạn thí nghiệm luôn. Cho bạn thí nghiệm luôn. Đỏ kìa. Đỏ. Tôi cho bạn thí nghiệm nha. Rồi, để xem bạn hàm thuộc được đó. Bắt đầu. À, nãy keo, cẩn thận, nãy mặt cẩn thận. Các bạn xem bạn làm rồi các bạn sẽ biết làm. Không có gì khó cả. Rồi trong thời gian mà bạn nãy keo các bạn thử xem. Các bạn chờ đi, các bạn sẽ xem bạn này sẽ phương án xử lý. Thì đang tập với bạn cũng vậy, về quê các bạn cũng làm y chang như thầy làm, hướng dẫn cho mấy bạn gặp một cái bo xử lý như thế nào, đúng nha, đúng rõ ràng chưa? Chúng ta đang học xíu bo cho nên là cần thực tế, không có lý thuyết xuông. Lý thuyết thật ra lý thuyết gì nguồn nó có chút xíu, nó không có nhiều. Mua đồ xịn xài thì tiết tiền, mua đồ dởm xài thì nó hơi hoài. Đúng, đúng rồi. Mua cái cây xịn xài 3 năm, mua cây dởm xài 3 tháng. Mà trong khi đó cái cây dởm, cây xịn nó chênh lệch nhau giá. Thì cái cây dởm nó bán cũng nhiều, nhiều nhiều ha. Dởm có mấy chục không? Đúng rồi. Con gấp 10 lần là nó thấy. Gấp 10 lần. Nhưng mà các bạn xài cây dởm, thứ nhất là hư mặt. Nó không có im, nó hư mặt. Thứ hai là nó mau hư nữa. Cho nên là các bạn mua đồ, các bạn nhiều khi mình mua tiết mua cái dỗng dỗng xài, cuối cùng mình là người thiệt hại không ai đâu. Đang làm nửa đêm mà nó hư cái rồi thì tôi nghĩ luôn. Trong phòng thầy không chị 2-3 cây, mỗi hàng 2-3 cây mà bây giờ sẵn rồi, đang làm nửa đêm mày hư kể mày, tao có cái khác thay liền à, mẹ hành hạ tao được đâu, nói thẳng tụi bay luôn, không hành hạ tao được đâu, đụng mày hư là tao thay tụi bay liền luôn, đập tụi đít, đụng mày ngư đó còn thay được nữa mà đụng mẹ đến như cái mỗi hàng mẹ. Đang làm công chuyện mà nó hư dữ vậy nghe không, rồi mẹ không có đồ làm. Cây màu xanh mẹ hay kiếm chị có 300 ngàn cây, mua 5 cây để dành coi. Mỗi ngày 1.5 triệu, 2 triệu coi, ông mẹ gì đâu sợ. Đến đời mà đánh lần 2 triệu được, đụng mẹ mua bỏ hàng cây kiếm chị không dám mua. Đó. Đó anh Kiệt, đụng anh Kiệt nó còn cầm với tờ nhà đến đời luôn kìa. Ông mẹ đụng mua hút chị không dám mua. Mua bỏ hàng không dám mua, với tờ nhà đang cầm 2 tỷ đi đến đời. Nó nói 2 tỷ chiều nay cô chúng 700 tỷ cho ba.
chiều nay con về là Quý Hoàng, mà mình về nó đụng nói xong đi luôn. Tại vì nó đánh 1 tỷ là lời 70 tỷ, nó tính vậy đó. Mấy tỷ thì đánh cho chiều nay là 70 tỷ không? Có ra không kìa? Nó đảo luôn à. Alo. 8861-61 861-61 anh sửa bo hả gì anh? À. Rồi xong chưa? Trời, phân tích chụp máy lạnh nhiều mà, video nào chả có. Phân tích mấy con cảm biến máy lạnh nhiều mà, cảm biến máy lạnh máy giặt nhiều, trời ơi nhiều lắm em ơi. Rất rất nhiều luôn. Ít nhất là cũng khoảng 500 video. Trời em đâu vô em hỏi thầy có ít nhất là 500 video nói về cảm biến máy lạnh. Chứ không phải là 50 video đâu, 500 video. Còn tổng số mà YouTube mà video mà thầy quay ra quay để cho mấy bạn xem trên mạng chứ không phải live trực tiếp đâu nha, là hiện nay là gần 1.500 video. Còn video mà quay trực tiếp đang dạy học là khoảng 4.000. Trời đất ơi. Còn cảm biến thì khoảng 500 video. Trời em phải kiếm dần xong em dần dần em coi. Nhiều khi nha, thầy lúc đó thầy mà dạy cảm biến nha, lúc đó đụng mà em đi đắp máy lạnh rồi. Không lẽ thầy kêu em, alo mày vô mày coi hả? Thầy dạy là không có chờ bất cứ ai hết. Nhiều khi bạn nào có duyên thì xem vào lúc đó thấy không? Alo. U 12 công đắc cửa, cái công đắc nắp của em á, nó không ăn á. Câu đờ rét luôn, báo lỗi hả? Vậy mà cái mạch của mày nó còn một cái đường đó rồi mẹ ơi. Cái mạch của mày nó còn một cái đường đó, nó một cái đường công đắc cửa. Ừ, mạch nó một á. Đó mày gửi lên lần nữa đi, để gửi đem về đi gửi. Là, nó, ok, vậy là cũng khách nó cũng biết mình sửa được mà. Mình cứ đem về mình nói lần nữa chỉnh là công tắc cửa. Đúng rồi, nó mục trên cái mạch á, nó cũng trên mục cái mạch á, chứ không phải là gì nó đâu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ok, ok. Đúng rồi. Thầy dạy luôn cả cái bệnh mà tăng giảm của con cảm biến luôn nữa kìa, chứ ở đó là phân tích vậy. Thầy dạy luôn cả cách mà hiểu biết con cảm, khi mà con cảm biến đạt bao nhiêu ký thì máy sẽ tăng tua, cảm biến đạt giá trị bao nhiêu thì sẽ không chạy, không báo lỗi, phân tích hết luôn mà. Em vô phần cảm biến em coi á. Chứ đây đều. Alo. Được. Đúng rồi. Thầy phân tích hết luôn trên đó rồi. Em phải kiếm cái video nào mà nói về máy lạnh á, thường thường là video mà live trực tiếp máy lạnh á, mà em coi những cái phần đầu đó, phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 á, thì nó sẽ rơi vô cảm biến của vàng chuột đồng với lại chuột phòng. Thường thường là thầy vô một cái live mà dạy sửa bo mạch, ví dụ như máy lạnh đi, thì thường thường là những cái là video 1, 2, 3, 4, 5, 6, những cái video đầu á là cảm biến á. Còn những cái video mà càng về sau thì nó sẽ càng đi vô những cái khối phức tạp, ví dụ là khối bảo vệ này kia thì càng về sau đó em phải xem nó vậy đó. Đó, thường thường là một cái video máy lạnh đi, ví dụ như bây giờ em vô cái YouTube mà live trực tiếp em vô em coi, bắt đầu ví dụ như là thầy hôm nay thầy dạy máy lạnh Panasonic đi đúng không, thì cái video 1, 2, 3, 4 á là nó thuộc về con cảm biến ống đồng, cảm biến nhiệt độ phòng của Panasonic, rồi biết là đường 50 Hz của máy lạnh Panasonic, rồi lúc nào cũng vậy, Daikin cũng vậy, Bana cũng vậy, đúng chưa? Rồi Toshiba cũng vậy, hồi nào cũng vậy cả. Cứ vui video 1, 2, 3, 4 vô đầu tiên á, là thấy nào cũng dính cảm biến á. Đó em vô xem cái đó. Chứ còn mà em kêu mà bữa nào mà thầy dạy thầy like thì có rồi đó. Nhưng mà thầy thứ nhất á, là thầy đâu có gọi cho em làm chi. Thầy đâu gọi em làm chi. Thầy cũng đâu biết em ai đâu gọi. Ví dụ vậy. Em hiểu ý này không? Đó, cho nên là em sẽ vô xem những cái phần đó. Lý chị nhắm mặt chưa? Ok. Đấy, em phải vô xem cái đó đó. Chị nhắm mặt nay xài thuần thục chưa? Mày hỏi câu nữa đính luôn.
chạy gần hết rồi thầy chuẩn bị mua nữa. Cái quan trọng là hết hay không hết thầy không cần biết cái chuyện đó, nhưng biết cách xài chưa, cái này quan trọng nè, đúng không? Rồi chúng ta đang chờ cho mấy bạn đang nhả cái cái con xin nguồn cái chúng ta đang cho học trò chúng ta hiểu và phân tích. Cảm ơn này nha. Cái hiểu và phân tích, theo em hỏi là cái hiểu và phân tích chuột, cái đó nó đơn giản lắm, nó cơ bản lắm, không có đáng nói đâu. Cái vấn đề mà đáng nói là cái vấn đề gì? Vấn đề là khi một cái con cảm biến nó tăng, nó giảm như thế nào, cái máy sẽ ảnh hưởng như thế nào. Ví dụ như có một số con cảm biến, ví dụ cảm biến vàng lạnh đi, cảm biến cảm biến vàng lạnh hay là gọi là chuột đồng đi, nó tăng đến một giá trị số ký nào đó, nó không cho máy nén ăn đua, thậm chí nó cho cúp máy nén luôn. Đấy, phân tích tới cỡ đó kìa. Chứ còn mà cái vấn đề phân tích con này con kia nó cũng quan trọng đâu, nó rất nhỏ so với thầy. Cho nên là em vô những cái video đó em coi lại, em vô YouTube, kênh YouTube của thầy, nhưng mà em vô cái phần mà like trực tiếp á, like trực tiếp xong em kéo lên em sẽ đụng được những cái phần như là dạy sửa mô máy lạnh Panasonic, đúng chưa? Thì đó, và em xem coi Panasonic là nhiều lắm á, Toshiba cũng nhiều nữa, nhưng mà Toshiba thì ít hơn Panasonic tại vì cái thời gian là làm nó lâu đấy, rất nhiều. Tại nó có dính miếng nhôm, nó khó hàng á, cái tải nhiệt. Kiếm gì? Nhiều lắm mà mới đi hết. Không hết đâu. Nè, trời đất ơi, còn nhóc. Rồi, các bạn có những câu hỏi nào nữa thì các bạn có thể comment lên thì hướng dẫn cho bạn. Chúng ta đang hướng dẫn cho học trò chúng ta dạy sửa máy lạnh Panasonic bị mất nguồn. Mất nguồn thì chúng ta đang phân tích xem có hai nguồn 300V khi mà còi điện áp 220 chạy vô cái bo. Thì nó sẽ chia qua cầu diode thì nó sẽ chia ra hai đường, đường thứ nhất là cấp chơi xe nguồn, đường thứ hai là chơi xem xuất. Nó chỉ có hai cái này là các bạn lượm lúa, nhưng bạn phải phân tích xem cái nào hư trước đã, đúng chưa? Phải xem cái nào hư trước đã, nhanh làm nhanh lên, nếu mà không lấy nhựa thông vô cho nó chảy ra, lấy nhựa thông vô, cùng nhựa thông mới đưa tối kìa. Đấy, chóng chưa? Bạn này theo như thầy là nghĩ là bạn này làm chuẩn chưa? Các bạn thấy bạn cái chị nhã mạch nó có thấm xuống dưới chưa? Cái chân có rơ không? Nó rơ không? Ok, nếu như nó rơ thì nó thấm xuống dưới. Các bạn đừng có thấy người ta xài chị nhã mạch là mình tưởng mình cũng làm được nha, không có được đâu à. Bạn phải hiểu đặc tính của chị nhã mạch nè, chữ hoài ví dụ đó. Lắc mà thấy nó phải rút xuống cái dưới kia. Chứ còn mà chúng ta hàng trên bề mặt chì nhã mạch chưa rút xuống dưới thì nó đâu có thở được đâu. Cho nên nó không có lên được. Bởi vậy có một số bạn nói là hàng dễ mà, hút chì dễ mà, vô hút thử chơi. Mới đầu thì các bạn chưa đi học sửa bông mà tôi biết các bạn nghe những cái ông thầy thợ ghi dạy á, rồi giống như nhồi sọ mấy bạn, dễ lắm. Cái chừng bà mẹ nó vô làm xong thầy mấy ông nội kia, mấy ông nội YouTube kia nó sao dễ quá, thầy của mình cũng đưa cho mình cái con kêu làm thiệt, làm đâu được. Các bạn hiểu câu chuyện chưa? Đừng có nghe những người ta nói mà hãy làm thực tế đi. Đó, thấy người ta lên trên mạng lấy cái đồ hút chì hút cái cốc một cái, lấy cái xe lên, bà mẹ nó chừng mình hút hoài nó không lên. Hút đến nỗi mà cái mạch nó bông lên luôn, nó cũng không lên. Mẹ đó mà nói chuyện. Cho nên là cái gì cũng thực tế á. Đầu tiên là các bạn học sửa bông mạch các bạn cần làm cái gì? Bà con học hút chì nhã mạch kìa. Một cái con xe ngồi mà mày xài hai cục chì nhã mạch là mày hao lắm nha thằng quỷ. Đúng không? Chì mày mua hả mày? Không, có cục phần đây không? Có cục phần. Cục phần gì? Cục phần mày xài hao là mày còn nhiều. Mẹ con xe ngồi mà một cục đó nhả làm đôi, cắt làm đôi là nó xả được rồi. Rồi các bạn chờ xíu, bạn nó đang nhả xe ngồi ra thử rồi xong chưa?
chấm chưa, chấm chưa, chấm chưa, chắc không? Em mà nãy lên mà đi theo cái đường mạch lên nữa là rụng là cho chữ nó nha, bị hoài đó, bị hoài cái vụ này luôn á. Ừ, đó, thằng kia nó xuống đó nha, mày không biết á. Chào vô làm. Chấm chưa? Còn dính dính thì phải nhảy cho chấm nha. Thấy, thấy chưa? Má tím lên nó nãy rồi, thấy chưa? Rồi hào thì biến rồi, má nói gì hào thì cục chìm đó. Em phải cho nhựa thông xuống thì nó mới thấm xuống dưới. Cái gì đâu mà hàng khô không vậy cha? Rồi chào bạn bộ đội nha. Các bạn vô xem like, like, comment, chia sẻ thầy nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Đấy, chúng ta đang hướng dẫn cho chúng ta biết cách sửa bo máy giặt LG mất nguồn. Tôi nói các bạn, cái bo này cỡ nào sửa cũng được hết, 100% là sửa thành công. 100% là sửa thành công. Cho nên là các bạn yên tâm vấn đề đó. Nó dày quá sao lắc được, miễn sao là có ăn nè. Cái gì, miếng nhôm hả? Miếng nhôm sao lắc được? Em con xe nguồn cái chân nó giống chưa? Chống rồi thầy. Xe nguồn chống hết chưa? Chắc không? Chung lấy hết rồi. Rồi, chống lấy đây, lấy đó. Mở, mở con xe nguồn ra. Mở lấy cái tu vít, lấy cái tu vít. Mở ra. Đây, mở ra. Ok. Rồi, cái kìm mỏ nhọn có không? Kìm mỏ nhọn có sẵn không? Bạn nào có kìm mỏ nhọn không? Rồi xuống dưới mua luôn. Kìm mỏ nhọn, có một cái kìm mỏ nhọn, mau mau mau. Rồi, xong chưa? Mình phải học cách phân tích mạch. Rồi, ok. Rồi, ra thầy thử rồi. Tách ra nè. Nó lấy miếng nhôm lên chung luôn á. Nó lấy miếng nhôm là sợ lấy nè. Ok, được. Đã hút chân hết rồi. Rồi. Cho miếng lại chút xíu keo lên cho nó chống bớt đi. Nó còn dính đó. Nhưng mà cẩn thận có trụ dán nằm dưới nha. Có trụ dán nằm dưới nha. Nói chứ cũng thôi hồi nó nại lên cái mất tiêu con trụ. Đấy. Mà con xe đó đừng có gãy chân nha. Tại vì sao? Thầy đang cho làm thí nghiệm thôi, chưa chắc nó chết á. Nãy lên mà con nhỏ không chết, nãy lên chết thiệt thì đến mẹ luôn. Đúng chưa? Chúng ta đang cho học trò chúng ta hiểu được phương pháp phân tích để mà làm cái bộ. Ơi chào bạn Dương Nguyễn. Đấy. Đấy, được chưa? Nhắm nhóm không? Chưa trắng. Đâu chán làm thấy có cục chị dưới. Em thấy có cục chị dưới. Đâu? Thầy coi. Em muốn nó trắng đúng không? Thấy cục chị không? Đưa đây. Muốn nó trắng đúng không? Để vô đây nè. Nè, bắt đầu trắng nè. Thấy chưa? Nè, thấy trắng nè. Trên được chưa mà. Đấy, mình làm từ mình cút cho mình sẽ hiểu được cách phương pháp làm đó. Cái gì cũng phải tập hết á, đâu phải là đơn giản đâu muốn trắng đó, nhưng mà nó làm quên nó trắng được đâu nè. Hình dung được không? Cái gì cũng phải tập hết á. Rồi. Còn đủ chân không? Rồi bây giờ cắm nguồn vô mở thử coi. Cắm nguồn vô mở thử coi. Nó còn Phật cái này quá tải không? Đây, làm y chang nãy đi ha. Đây, cho bạn làm y chang nãy đi. Rồi, các bạn vô xem like, comment, share này. Ok, chúng ta đang hướng dẫn dòng dòng đang sửa bao nhiêu LV bắt nguồn. Rồi, các bạn thử xem nha. Xem còn chặt không đúng không? Hoạt nó cầm rồi. Con nào tháo rồi, hoạt nó cầm trước rồi. Rồi, bắt đầu thử. Còn sống đó nha anh tưởng.
cầm chứ chết đi. Cầm ngứa bẻ. Thôi gì trả nè. Rồi chúng ta đang học cho ông cho các bạn thí nghiệm, các bạn xem các bạn phải chịu khó theo dõi thì các bạn sẽ hiểu được cái mà các bạn thầy hướng dẫn các bạn làm. Có cầm là có cổ phần à? Trời, con tốt 253 mà có gì đâu mà con cống. 243 mà. Ừ, 243, 243, đéo có. Đúng chưa? Đầu nào cũng được mà. Cái đầu nào mình dễ làm á, mình dễ thao tác thì mình gắn cho. Bên đây. Kẹp bên cái kẹp mà một cái thì kẹp gần bên đây mới khai gắn cái bóng đèn vô nó dễ. Nghĩ sao vậy? Ừ. Đó, sao mày gắn, chứ mày gắn khó không? Ai biết mình làm sao nó là làm. Gắn hết bóng luôn ở đây. Thôi được rồi, gắn nhiêu đó được không? Rồi thử đi. Mở nguồn nè. Được chưa? Mở nè. Rồi nhớ nó mở nguồn rồi. Nhớ nó mở nguồn rồi. Nhắn đi. Nhắn chưa? Có sáng đèn không? Bây giờ nè, lập cái bo là cô có 300V vô không mà tính. Đúng chưa? Rồi tắt nè. Bây giờ con tủ đang có điện. Tại nếu như mà nó ấy là nó có điện rồi mở thử xem. Đo lập cái bo lại đó nhắn. Đo tủ. Rồi đo thử xem. Rồi mở mở thang thôi. Rồi tụ đang tụ đang tụ đang chọn vô đo thử xem. Giữ cái bo, một tay giữ bo, một tay chọn đo. Có chọn cô nào đây, thầy mở. Rồi có điện không thầy? Mở nè. Mở nhấn nút mở nguồn. Thằng nào nhấn nút mở nguồn bên kia không? Bên đây không biết bên nào. Rồi nhấn nút cho thầy. Có điện không? Có 100 mấy chục vô, 160. Đo hai đầu bên đây. Đầu một đầu giữa bên đây, một đầu đo bên đây, đầu bên đây, hai đầu hai bên. Nó cộng hai cái đó lại. Đầu đây với đầu đây. Hai cái đầu bìa. Đó, để cái cây búa này. Đụng mẹ nó, nó chỉ cho. Một đây rồi. Một bè rồi. Ừ, rồi, có chỉ vậy thôi mà. Rồi chưa? Rồi, đó, ok chưa? Vậy các bạn hiểu được cái chập nguồn nằm đâu chưa? Chưa, bây giờ chập đi xe nguồn, bây giờ bạn chập đi xe nguồn chắc hơn chập đi xe nguồn không? Nhẹ đấy nãy tại sao đo đĩa không được đấy do các bạn không. Rồi chào biết xe nguồn. Rồi khi mà trước khi chúng ta thay xe nguồn chúng ta sẽ làm gì? Kiểm tra đường ra đường sơ cấp. Kiểm tra, một số bạn kêu là kiểm tra cuộc sơ cấp không? Rồi bạn kiểm tra thử thầy xem coi kiểm tra là sao. Bắt đầu chương số 7 với đấy, hướng dẫn các bạn làm nó làm từ từ vậy đó. Cho nên học trò của thầy nói về phần nguồn ai cũng sửa được. Rồi đầu tiên các bạn thì bạn cần phải coi coi những cái con linh kiện có chạm chạm hay không. Sao vụ gì? Đây. Rồi, bạn sẽ xả tụ trước. Nó đang có 300V nè, xả hả? Đúng chưa? Rồi bạn đo vòng vòng cái nguồn coi có con nào chạm chạp gì trước khi chúng ta gắn cái xe nguồn khác vô. Vậy chúng ta đo những con diode này xem. À, có con nào chạm chạp không? Đi ba con diode rất dễ nhìn, đúng không? Ba diode rất dễ nhìn đúng không? Đây, nhìn vô thấy liền luôn. Đúng chưa? Ba diode rất dễ nhìn, nhìn vô thấy liền. Xả tụ đó. Kẹp cái bóng đèn vào đây. Đúng rồi. Chọt hai cái que đó xuống. Để thấy nó lên vol thì kẹp hai bóng đèn vô. Đây lấy bóng đèn ra đi. Rồi, đâu? 777 nó liên quan tới chỗ này. 7. Lấy cặp xả. Đây nè. Mày đừng có 7 vậy là có mày chết mày không biết mày thiếu hiểu biết đó. Cái nó đang dính trên cái bo mấy cái đường kia, mày xả này có phải điện chạy ngược qua mặt kia không? 7 mà. Mày xả đây không? Xả thêm không? Nè nó ngắn quá. Mày cứ chích vô trong đó đi. Mày chích vô nó đi. Chích đi để kẹp nó. Mày chích đi. Nó có gì? Hai bề luôn. Chích ngay hai cái. Được chưa? Rồi mày lấy tay mày đụng vô hai đầu đó đi. Để xe cách xả cho nó có khỏi đâu. Nè. Đó. Xong rồi đó. Rồi mày đụng lại coi nó còn giờ điện không? Đâu đụng lại hai đầu thầy coi. Còn 100. Ờ nhé.
gì ai hưởng. Trời đất ơi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ bạn kiểm tra vòng vòng với con Linh Kiện trước đi rồi tính. Đấy. Ba con diode coi. Để khung đo diode đo. Chạy xuống trên con 28243 thì thấy. Đưa cái mẫu đi, để hồi lộn á. Nhớ là đưa xong thì mình phải coi mã số mình đi lên đây nha không? Dặn trước luôn á, để hồi lên đây lộn số đi lên đi xuống nữa mất không? Rồi ba đưa ba con chưa? Đồ con Dios này có chậm, mấy con Dios này có chậm không? Có con nào đâu con? Thấy ba con Dios không? Ba con Vinner đó. Rồi, bạn nào có đồng hồ đo đủ là lấy lên đi. Chuẩn bị tiếp theo. Đo cuộn xích zin coi có bị chặt không? Khi mà bạn sửa một cái bo, để tôi nói các bạn nghe. Khi bạn sửa một cái bo thì các bạn cần phải ghi chép là thông số. Ví dụ, hôm nay chúng ta gặp cái bo LED này đúng không? Nguồn của nó giống nhau. Thì chúng ta đo thử xem cái cuộn sơ cấp là bao nhiêu milliohm để chi biết không? Để gì biết không? Mai mốt gặp một cái cuộn xích zin mà gắn vô nguồn thì chạy cà giật thì các bạn coi cuộn sơ cấp nó có bị gì, có bị chặt một dòng dây hay không. Cuộn sơ cấp giống dĩ nó rất nhiều dòng dây, nhưng mà chặt nó, ví dụ như là thí dụ nha 100 dòng mà nó chặt 4-5 dòng thì sẽ dẫn tới nguồn bị sụp, chạy lên sụp thì đó là cuộn xích zin bị chặt. Nhưng mà cái số ôm của nó mà chúng ta đo bằng đồng hồ kim, đồng hồ số thường thì không được, tại vì nó chậm 2 dòng chúng ta sẽ không xác định được là bao nhiêu. Đúng rồi, chỉ có đồng hồ đo tụ thì nó mới xác định được số ôm một cách chính xác mà thôi. Đấy, bây giờ bạn muốn đo cuộn sơ cấp thì rất dễ. Chân D của con IC nguồn nằm đâu? Chân D của con IC nguồn nằm đâu? Chân số mấy? À, chân số 7. Thì các bạn chỉ cần đo chân số 7 với lại cộng của cầu diode là được. Chân số 7 với cộng của cầu diode là được. Để đo được cuộn mili-henry chính xác thì chúng ta còn có một thiết bị chính xác nữa là cái nhíp đo của nó. À, chứ nó bằng đo bằng que. Về có dây của cái que chưa chắc đúng. Tại vì sao? Ngày nó chưa chắc đúng. Tại cái dây hôm nay bạn xài cái dây này, ngày mai bạn xài cái dây kia thì số ôm nó sẽ khác nhau rồi. Cái nên là cái nhíp đo của nó đi theo bộ của nó mới quan trọng. Là cái nhíp đo nó thì không phải rẻ đâu, 8 xị đó. Rẻ không? Ờ, nếu như em mua lẻ ở ngoài nó bán là 2,5 triệu. Đúng rồi. Gần đồng hồ luôn. Đâu, đồng hồ ở ngoài, tại vì em mua có thầy thì nó mới rẻ chứ em mua ngoài cũng mắc mà. Đang đo tụ rồi. Chỉnh gì? Đó gì? Đo ôm, bạn đo cuộn cảm, tuy bạn muốn chỉnh khung nào thì bạn chỉnh thôi. Này đang đo cuộn cảm hay gì nè, nó rẻ UH này. Em điều chỉnh qua ôm đi. R xem bao nhiêu milliohm. Bao nhiêu ôm? Bao nhiêu ôm? Đó vô. Cộng của cầu diode với chân số 7 là được. 0.8 ôm. 0.8 ôm. 0.875. Còn coi chừng cuộn này dập nó chậm bà rồi. Nhỏ hơn. Bây giờ muốn nó chặt thử không? Chúng ta sẽ gắn một con xe nguồn đó, không thử là biết liền. Thấy. Họ phương pháp thử. Có những cái cuộn nó nhỏ lắm, nhưng mà cuộn này cũng đang thấy nó nhỏ vậy, cứ thử thử thôi. Có những cuộn xích zin nó có 0.mấy ôm thôi. Có những cuộn xích zin nó có 0.6 ôm thôi. Đúng không? Rồi chúng ta cứ thử đi. Rồi, cho các bạn. Đây là một bài học cho mấy bạn thôi, chẳng có gì quan trọng nhiều đâu, một bài học thôi. Có những cuộn xích zin nó rất nhỏ, nhưng có những cuộn xích zin nó cũng nó gì 4-5 ôm là bình thường. Rồi có con xe ngon chưa? Rồi gắn vô thử đi. Các bạn đo được bao nhiêu ôm? 0.mấy. Rồi các bạn ghi ra thông số trước đi rồi tính tiếp ha. Rồi gắn vô nhanh nhá. Đầu tiên em phải xỏ con xe xuống trước.
rồi em sẽ ê cái cây đâu anh, cái cây đâu chuyên gia chuyên gia nhét đít mẹ bà đường chính chính không muốn nhét đít quá thằng mày quá lúc nào kêu nó gắn đi xe gì nó cũng gian gắn không kia không hiểu luôn thằng này tối tuổi nó đây chờ đi mày để cái mâm giữa hả đâu mày nó chuyên môn nó cứ vậy hoài đó kêu nó gắn đi xe nó khoái lắm nó gắn đi mặt giờ nó gắn đấy nó nói mà Phật mà dạy thằng này đâu má bước xuống đầu sen luôn nghỉ tu 5 phút rồi bước lộn mày xong rồi lộn mới lên đầu sen tu lại tiếp đấy các bạn thấy không học sĩ bò vui không vui đâu có gì đâu phức tạp đâu chẳng qua cái người họ muốn dạy không thôi họ không muốn dạy đông tài tay đọc gì họ dạy tùm lum còn cái người muốn dạy ê mặt nè mày học mày sửa tới đâu đâu chỉ mày tới đâu luôn đâu chỉ mày phân tích mặt cái quan trọng nhất là phân tích mặt đã học phân tích trước đã để chị biết không để sau này gặp cái bo nào cũng biết làm chứ không phải là mày cái bo này mày thay xương nguồn cho tao hỏi sư phụ tại sao thay xương nguồn mày không có cần biết mày cứ thay xương nguồn cho tao là được vậy này rõ ràng sao vậy nó giống đầu bên thả con xương nguồn xuống chưa rồi bắt đầu thả miếng nhôm xuống rồi sao hàng miếng nhôm trước rồi bắt đầu bắt ốc vô con xe rồi bắt đầu hàng con xe xong hiểu được chưa chứ mà bạn mà hàng ngôi bạn thả ngôi xe xong bạn hàng ngôi xe chứ nó gắn cái nhôm chết mẹ đã bị hụt cái lỗ rồi hiểu câu chuyện chưa cho nên phải làm cái thao tác có trình tự đầu tiên là thả ngôi xe xuống trước tại vì biết sao thả ngôi xe mà không hàng miếng nhôm tại ngôi xe nó rất nhiều chân nếu không có miếng nhôm mình sẽ dễ dàng mình qua lại để mình thả cái chân xuống được còn bạn gắn miếng nhôm vô rồi nha các bạn gắn ngôi xe bạn không có cách nào bạn lòn vô cái miếng nhôm được để bạn gắn hiểu là hiểu vậy tại vì người ta làm qua nhiều rồi người ta biết cái thế thôi chứ đâu có gì đâu khó hiểu chỗ này chưa đầu tiên là mình thả con xe trước tại vì lúc đó cái miếng nhôm nó không có nó sẽ chống bạn sẽ lắc qua lắc lại để bạn đưa cái sọt cái chân xuống được rồi chưa xong rồi bắt đầu mình hạ miếng nhôm xuống hạ miếng nhôm mình hạ miếng nhôm trước rồi sao cái đầu của mình bắt cái con xe vô miếng nhôm để chi nó cứng vô bắt đầu dặn cái chân bắt đầu cái này hạ cái chân rồi xong đấy nó để quy tắc nó vậy nào đổi cái đèn cho nó có cái khui để làm gì nè bên kia đổi qua nè rồi được rồi hồi nãy sáng quá anh Dung đâu không kiệt ơi hồi mày không biết bo banana đâu nào biết bo banana qua bàn bạn của thầy để cái bo banana trên cái bàn luôn bo tủ lạnh banana nó đâu biết bo banana bo nào đâu lấy mày kiếm nó lấy cũng gì không bo tủ lạnh banana dê cái con dê cũng dễ đấy đấy hiểu chưa chứ đừng có làm theo ý mình thôi nó chật chung lắm nhà hàng á đừng có hàng hết chì hàng nhóm chì biết hàng nhóm chì không đầu tiên chúng ta thử nghiệm á chúng ta đừng có hàng chắc ừ đúng rồi nè hàng kiểu vậy nè đầu tiên hàng là đừng có hàng chắc tại sao tại mình chưa chắc đúng không ví dụ cái chân vậy đúng không mình chỉ hàng vậy nè hàng xuống cái rồi đó là hàng chiếc gì nó dính cái chân thôi hiểu cái này không để chi để có sự cố nào mình nhả là nó dễ mày mà hàng chắc đi hồi nữa bụng mẹ nó có sự cố mình nhả là thấy ông bà không vậy hiểu câu chuyện không làm nhiều người sẽ biết được những cái kỹ thuật này thôi đâu có gì làm nhưng mà cái chân trên cái chân dưới phải bảo đảm là không bị đưa phiệt không bị mất cái khoen nha biết cái khoen không cái trên cái mạch hạ xuống mạch trên và mạch dưới ở giữa nó có một cái lớp bạn chì mày mới nãy mày hút mày lôi cái khoen lên thì ở trên mày còn dưới nó bị gì nó bị mất cái khoen đi mày hạ dưới không mày trên không ăn cái hình dung câu chuyện nói chung là làm nhiều từ từ trải nghiệm nhiều thôi chào bác hội quan nãy thầy lo dạy không biết nhiều rồi các bạn vô xem like chia sẻ comment cho thầy nha like mạnh mẽ lên bạn nào có những câu hỏi nào xoay quanh về vấn đề của bo máy giặt eo ri cửa đứng có thể comment hỏi trực tiếp thầy ok.
các bạn thông cảm, thầy không có thể trả lời riêng từng bạn được, tại vì thời gian thầy không có. Các bạn nào muốn hỏi những câu hỏi về xoay quanh bom máy giặt Elrin, những cái lỗi nào hư như thế nào thì các bạn có thể comment cho biết thầy biết nha. Cảm ơn các bạn, rất nhiều. Ok. Bạn nào có nhu cầu học giúp bom mạch có thể liên hệ với thầy theo số điện thoại là 0907 716 705, Zalo có thể là 0931157755. Chúng ta học tại 861 xẹt 61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nha, chúng ta chỉ dạy trực tiếp, không bán bệnh bệnh, không bán tài liệu, không bán giáo trình giáo án, cũng không dạy online, dạy Zalo, Facebook và không dạy trên nền tảng mạng xã hội nha các bạn. Đấy, chúng ta chỉ dạy việc trực tiếp mấy bạn thôi. Bạn nào có nhu cầu, có thành tâm, thành ý muốn học số bộ mạch thì cứ tới tận nơi mà học. Ở đây chúng ta dạy cho các bạn tất tần tật những cái các bạn cần thiết. Đấy. Ok, nếu như các bạn phải đặt trong trường hợp nếu như mà hư nguồn luôn thì sao? Thì chơi thay cái nguồn khác luôn, có gì đâu lạ, bình thường đối với thầy. Hiểu chưa? Thay lại cái nguồn khác luôn. Rất đơn giản vậy các bạn, chẳng có gì phân phức tạp. Cái bo này 100% sửa được tâm. Ôi, khẳng định ghê không? Bo 100% sửa được hết. Chắc chưa? Hàng thì có thể tập từ từ, em cứ hàng theo ý của em trước cũng được, không đừng theo ý thầy cũng được. Rồi mình sẽ làm từ từ, khi các bạn tập dần quen thì các bạn mới làm quen được. Rồi chúng ta đang hướng dẫn cho trò chúng ta sửa bom máy giặt Elrin cửa đứng mất nguồn, đâu phải là IC nguồn nổ banh sát mới gọi là hư không? Hình dung nó có chuyện không? Các bạn biết rằng để điều khiển một con phép là điều khiển một con IGBT thì cần cái gì? Nhớ lại bài học coi. Cần có gì? Chân G của nó phải có con gì? Con lái. Bản thân của con lái nó có hai con gì bên trong? Phải có hai con chanh đi đâu bên trong, một con đóng dương, con đóng âm, nhớ không? Ví dụ con xe nguồn này, con đóng dương nó chập thì sao? Có phải mở điện lên thì nó sẽ dẫn điện luôn không? Dẫn điện luôn được chưa? Chứ đâu phải là nhất thiết là phải nổ bánh sát mới gọi là hư đâu. Xong chưa? Xong chưa? Chắc chưa? Rồi quay lại cấp điện vô, làm y chang nãy thử xem. Đấy, làm y chang nãy thử xem. Chắc chưa? Mở. Nghe nó quẩn nguồn. Xong rồi đó. Như vậy các bạn có biết con IC nguồn nó đâu có nổ đâu. Nó không nổ mà nó hư bình thường. Cho nên các bạn đừng có mong chờ con IC nguồn nó hư, nó nổ bánh sát mới là hư, không phải vậy. Bạn thấy tôi làm, tôi dạy cho bạn không? Tôi biết tới đường đi nước bước kẻ tơi kẻ tóc luôn. Tôi mới dám khẳng định, tôi có dám bản lĩnh mà hướng dẫn các bạn sửa chứ. Tôi mà không rành hết. Lỡ các bạn làm tới hư cái gì thì sao các bạn làm, đúng không? Tôi lệnh Panasonic em. Tính hỏi banana gì thì banana số nấc. Ý là banana đời gì ấy. Banana đời nội địa. Nên nội địa mấy hai hang tụ không? Thấy nhìn đó, nhiều chức năng quá trời là bay. Gì đâu, bao xà đá thôi, đủ tự động như đá rơi thôi chứ có gì đâu, nhiều chức năng. Chuyện nào tủ lạnh biết đi thì mới nói. Xong chưa? 350k. Xong rồi đó. 350, tại con IC nguồn này hết 35 ngàn rồi.
Chú ăn có 350 rồi hả? Trời, được rồi. Nãy Tháo thấy đo không có gì mà nó lắp vô chạy rồi. Thì bây giờ thầy mới nói là cái con ICIGB, cái con phép nó hư bên trong của con IC. Nó đâu nhất thiết là phải nấu cái bùm nó mà gọi là hư đâu. Sửa bo mạch mà chờ cái hiện tượng vật lý để mà sửa thì cái đó là chuyện nhỏ. Sửa bo mạch mà cái hiện tượng vật lý mà chúng ta không thấy được cái chỗ nào hư hết mà chúng ta tìm được cái chỗ hư, cái này mới là quan trọng. Đúng không, quan trọng. Chúng ta hay hơn thần thử sửa xe máy kiểu nào bạn biết không? Cái thằng thợ sửa xe máy nó cần phải nghe cái tiếng máy nó rơi, nó kêu cái tiếng như thế nào thì cái bộ phận nào bên trong nó bị hư. Nhưng chúng ta sửa một cái xe máy nó bị hư mà cái xe máy tiếng kêu hoàn toàn tốt. Cái này mới quan trọng nè. Sửa điện tử nó vậy đó. Sửa điện tử nó vậy đó. Trên cái bộ mạch hoàn toàn không thấy chỗ hư. Nhưng nó có hư. Đấy, chúng ta phải hiểu. Tức là như bạn học lâu rồi bạn sẽ biết là trong cái con IC nguồn thì nó có một cái con gọi là con phép nguồn. Con phép nguồn này nó muốn chạy được thì nó cần phải có hai cái con lái của nó, là một con đông âm và con đông dương. Bây giờ cái con đông dương nó hư đi, chứ có phải chúng ta nhấn nút mở nguồn cái thì lập tức con đông dương nó sẽ dẫn cho con phép liền không, làm cho con này quá tải nó sáng lên luôn, nó không tắt được. Bên nó có điện trở gì vô là đứt liền, đúng không? Bây giờ ok, bây giờ chúng ta sẽ thay con điện trở 220 ohm cho người ta. 220 ohm lại tụ nạp điện trở một mồi, các bạn có thể thay bằng nguồn điện trở thì cộng trừ 10% cho nó là được, chứ không nhất thiết là phải thay đúng cái con 220 ohm. Các bạn có thể thay con 330 ohm, các bạn có thể thay một con 100 ohm, đều được cả nha, chứ không phải nhất thiết là phải thay con phải thay con 220 ohm, được chưa bạn? Được chưa? Ok, rồi xuống dưới xin con 220 ohm, lẹ đi, nhanh, đứng cầu thang nhảy xuống vô nhanh. 220 ohm. Không có con nằm thì các bạn lấy con đứng, không có con đứng thì bạn lấy con ngồi, không nhất thiết là phải lấy con nằm ngang ha. Ok chưa? Rồi tắt nguồn. Khi mà nguồn xích trên nó chạy rồi còn điện không? À, nguồn xích trên nó chạy còn điện không? Hầu như là nguồn xích trên nó chạy là không còn điện, còn nguồn xích trên mà nó không chạy là nó còn điện. Đúng rồi. Rồi chúng ta chờ gắn con 220 ohm nữa là xong như vậy. Rồi có bạn nào thắc mắc về bo máy giặt eo đi cửa ngang thì các bạn có thể vậy. Ai xả đó hả mày quỷ? Đúng rồi, mới nãy là chữ rồi sao bây giờ cũng vậy nữa. Ê, có khi nào mà thầy không chữ ăn cơm không ngon không? Ta nói rồi, nguồn xích chinh mà nó chạy thì nó sẽ thử xả nguồn, còn nguồn xích chinh mà nó không chạy thì nó còn nguồn. Để rồi chúng ta sẽ thay con điện trở đó, chúng ta sẽ thử lại nha. Để chúng ta kết thúc một chuyện xong rồi chúng ta sẽ lấy hết 350k để xin điểm này. Ở hàng lại luôn đi. Cạo rửa luôn hả? Trà rửa lại. Muốn thì trà rửa lại sạch sẽ. Chút nữa sẽ cháu. Đấy, ok chưa? Có bạn nào thắc mắc thì có thể hỏi thầy nha. Cảm ơn các bạn ha. Rồi, tới cái gì? Có thằng A Zo Jack vô nữa rồi. Nói cái gì đâu không á. Hả? Cái xe nguồn trên 7 thôi, cái cộng cậu gió thầy xe cái ôm nãy là cộng có 87 á. Đó là ôm của cái cuộn dây nguồn xích chinh á. Nhưng mà cái giá trị nó bao nhiêu mình mới biết nó sai đúng rồi. Giá trị bao nhiêu nó sẽ đúng thì chúng ta phải đi gom số liệu. Tại vì nguồn xích chinh mỗi cái người ta sẽ kế khác nhau. Chúng ta là người đi gom số liệu để làm chùm. Để làm chùm. Như nãy có cái bò này là 08. 0.87, nhưng bạn phải kèm theo đồng hồ đo tụ nha. Chứ bạn lấy đồng hồ thường mà đâu có được. Đồng hồ thường đâu không được. Có hai trường hợp, nó làm hư đứt thì nó không chạy. Nhưng mà nó chập á, thì nó sẽ làm cho IC nguồn nóng lên, vậy IC nguồn sẽ nổ tiếp. Còn nếu như IC nguồn không nổ thì cái nguồn sẽ chạy tăng lên giảm xuống cái nguồn thứ cấp á. Xong chưa? Sạch sẽ chưa? Còn điện trở. Rồi, còn điện trở. 220 ohm có chưa? Đó, dán lấy hàng vô hai chứ. Đó, bạn nhả con đó lên, lấy con đó lên. Chặt vô cục kỹ lại đất nè. Đúng rồi. Khá
6 cái giác là chị dễ là. Nhanh đi, nhanh đi. Ủa, điện chở 20 ôm của xăng vô đâu? Xuống dưới, con điện chở xăng vô đó, con đứng không được. Rồi, ok, con này tốt rồi. Rồi, hàng xuống, con này có tốt, ok, ngon. Rin luôn mà, giống y như con. Còn không thì lấy cái con xứ của xăng vô cũng được. Nó cũng 220 ôm đó. Con mới thay rồi. Mới thay xe ngủ rồi. Con hư nè. Con hư nãy à? Sao không thấy thay đâu? Đó. Thay mỗi thay nó dài rồi mà. Thay nãy ra thử rồi. Để làm nhanh thân mắt ha. Thay trời. Ngồi đây mà không thấy. Không thấy không hả? Ừ. Thay rồi bấm nó lên cuộn đó. Thằng nhỏ làm thấy mẹ luôn. Làm lẹo quá dẫn kèm. Tao còn chứng nó làm lâu nữa. Làm vậy là lâu quá chứ lẹ gì. Rồi, hàng vô nữa là xong. Như vậy các bạn hiểu được cái cách bóng đèn không? Bóng đèn để chi? Để khi nó chập bóng đèn sẽ sáng lên. Còn nó mà không chập thì sao? Bóng đèn sẽ không sáng, được không? Còn là sáng lên cái gì? Giảm xuống trăng. Đấy là vậy. Thế nào? Mà chỉ mở lên biết đo auto rồi chứ mấy cái này đâu biết chỉnh gì đâu. Chức năng. Em lên Google, YouTube nó có cái hướng dẫn luôn đó. Tháng ít chỉ về đồng hồ này. Đồng hồ đi, chưa có tìm hiểu chứ. Sa cũng thấy chức năng. Nè, đâu đi hết nè. Quy định cho anh nè. Rõ. Rõ hay quá. Ngày quá à. Để chứ mở lên nó này nó không. Rồi, trình xong chưa? Còn thằng này ESG là con cầu chì nè. Vậy công chị, SR là nội trợ của đủ á. Cái xe hồi biết đó nào luôn. Biết đó là biết rồi, mình cốt thì mình hỏi. Không phải biết thì biết nhưng mà không có chỉnh qua cái thang đó được. Chỉnh được không? Em chỉnh hoài thôi. Bạn phải vô YouTube bạn xem, người ta sẽ chỉ cho bạn cách chỉnh. Tại vì bạn không xem, hoặc là bạn xem có chút xíu rồi bạn bỏ chạy. Làm gì nghĩ vậy? Căng cái gì vậy? Cho nó bà, cho nó đẹp. Rồi, ok rồi đó em. Hàng được rồi. Nó chỉ có nhiệm vụ khi nào các bạn? Nó chỉ có nhiệm vụ khi khởi động mà thôi. Còn khi mà khởi động xong rồi thì nó đóng rồi thì nó không còn tham gia vô quá trình khởi động nữa. Thank you.
Sống chưa? Chắc chưa? Rồi cắm nguồn vô, cắm dây đắt vô, mở lại. Xong chưa? Mở nguồn. Rồi, mở nguồn nè. Bấm. Xong rồi đó. Tắt quá tải nè. Tắt quá tải rồi nha. Rồi tắt cho mày mở lại nha. Nổ mày đáng chuyện nha. Đấy, ừ, chứ sao? Nổ là mày đền đấy. Mở. Chở đèn đó tắt đã, đèn nổ tắt đã. Rồi chưa? Mở. Bấm đi. Bấm đi. Đúng. Xong. Ok chưa? Bé em. Rồi, ok. Rồi, chát keo lại. Lấy ra. Rồi, rút ra. Rồi, gắn lại. Chưa, quay cái mặt đi, quay cái lại. Đúng rồi. Chờ nó tắt đèn chưa, tắt đèn chưa. Rồi, quay lại. Nó đeo vô chỗ này nè. Chỗ nào đâu. Rồi. Rồi, các bạn nghiên cứu qua tủ lạnh Panasonic này đi. Bây giờ khách hàng nó hư cái gì? Khách hàng nó là chạy bình thường, không hư gì hết. Khách hàng nói vậy, nhưng mà 2-3 ngày cái tự nhiên mất nguồn. Xong rồi rút điện ra. Có khi rút điện ra 2-3 lần giống như nó chạy bình thường. Rồi cái chạy 2-3 ngày cái tự mất nguồn. Vậy bây giờ sửa sao? Chờ 2-3 ngày bên đây mình sửa em vẽ là nhiều rồi, cái mono có nhiều lắm. Kẹt có coi ai dưới kêu kẹt. Tại nghe dưới kêu. Có người dưới thấy không? Đâu người ta? Cắm điện cho mai mai phải thử trước. Tao đây tao còn thấy camera, tao còn thấy ông đứng trước. Rồi chúng ta kết thúc video nha, chúc bạn thành công và sống bye bye.